nay ba tổ chức xin giới thiệu cùng quý ngài và quý vị một nhạc bản văn võ nhạc mang tựa đề là Lục Long Tứ Quý. Nhạc bản này do ngài nhạc sư Trần Thiện Niệm dựa vào môn võ nhạc cổ tiền của Việt Nam sáng tác ra nhằm để phục vụ những ngày lễ hội và khi đi liên quan nghệ thuật. Và vừa qua năm 1997, ban nhạc Tòa Thánh đã đi
Thank you.
phòng thập tấu ngày mộc vừa sớm nhất. Kính thưa quý ngài và quý vị, ở đây cái một ngày nó có cái đặc biệt là nhạc sĩ Quỳnh Hữu Quang thổi suốt thời gian không có lấy hơi, cho nên đạt giải xuất sắc của tỉnh Tây Ninh về tiết mục thập tấu nhạc cụ cổ điển của dân tộc. Và kính thưa quý ngài quý vị, để tiếp theo chương trình chúng tôi xin phép được giới thiệu ba bài Ngũ Đối Hạ Long Đăng và Tiểu Khúc thuộc về nhạc lễ. Nhạc lễ dân tộc Việt hình thành dưới hình thức văn hóa dân gian đến từ Lý thế kỷ thứ 11 đã phát triển rộng rãi và thành nền tảng cấu thành nhạc cung đình sau đó. Thời Lê Sơ, nhạc lễ cung đình và dân gian phát triển rất mạnh, có hệ thống rõ ràng. Ở cung đình có đàn văn nhã nhạc, ở các địa phương có các bộ phận ti giáo phường phụ trách. Nhạc lễ Nam Bộ là bộ phận của nhạc lễ dân tộc trên cơ sở kết hợp nhạc lễ dân gian với sự văn hóa của nhạc cung đình khi nhạc nghệ sĩ. Người có công lớn nhất trong việc hệ thống hóa bài bản chấn chỉnh sáng tạo phát triển thành nhạc lễ chính thống Nam Bộ là cụ Nguyễn Quang Đại. Đến khi Đức Chí Tôn mở đạo pháo đài có ba vị là ngài Cao Huỳnh Diêu, Cao Huỳnh Cư và Cao Hoài Sang là những nhạc sĩ lừng danh của dòng âm nhạc chính thống đó, sau này đều đắc phong vào phẩm chức sắc tại Thiên Phong, là những vị đầu tiên đem áp dụng bài bản âm nhạc cổ điển vào nghi lễ của đạo. Dần dần các hình thức tế tự đi vào khuôn khổ với phong cách bài bản nghiêm túc. Và sau đây là ba bài bắt lớn thuộc về nhạc lễ đạo có đại ứng dụng trong lúc cúng đàn Chí Tôn và Phật Mẫu hay các ngày vía các đấng thiêng liêng hoặc các cuộc hòa tấu kỷ niệm chư vị tiền bối có công với đạo. Đó là bản Ngũ Đối Hạ Long Đăng và Tiểu Khúc sẽ được hòa tấu qua các nhạc cụ cổ điển. Kính mời quý ngài và quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
nhân Nguyễn Quang Đại, tức Hòa Thượng. Đức nghệ nhân Nguyễn Quang Đại khi vào Nam trú ngụ tại vùng Tha Cao mà hình thành các nhà thiền thông, số còn lại khác như Thành Quang Vườn thì sâu về dùng sông Cửu Long. Rồi bằng ảnh hưởng của mình đưa tâm giấy lên phong trào đàn ca tài tử tại miền Tây. Mặc dù lúc bấy giờ có hai cánh nhạc, nhưng điều khẳng định là cánh nhạc truyền thông của Nguyễn Quang Đại là thế mạnh của nhà tài tử. Do sự sáng tạo của nghệ nhân này, ông đã sáng tác đến đỉnh, cụ thể là trong 6 bản bách thì 4 bản Lưu Thủy, Phúc Lục, Bình Bán, Cổ Bản của ca nhạc mới được Nam Bộ Hóa kinh doanh. Các nhạc miền Đông đóng góp rất lớn trong sáng tác bài bản, còn các miền Tây còn nhiều lắp ghép bài bản có sẵn để hình thành bộ nhạc. Nổi bật hơn nữa là nghệ nhân Nguyễn Quang Đại đã sẵn sáng tác 8 bài ngữ để cung linh vua Thành Thái nhân dịp nhà vua vào Nam năm 1898, cũng như mở rộng tầm ảnh hưởng của mình tới Cần Đức, Cần Vua Vân An bằng cách đến đây truyền dạy nhạc lễ được chấp nhận từ nhạc cung đình quê và nhà tài tử, rồi dần lan tỏa tới các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mà những học trò thần mang bóng như ở Cần Đức thì có nhạc Láo, nhạc Thời, vân vân. Và quý này Cao Huỳnh Cư, Cao Huỳnh Diêu, Cao Hoài Sang, ông Giáo Sinh thì ở Đa Cao. Còn với nhiều thế hệ thứ hai, thứ ba về sau nữa, song song với sự phát triển và truyền dạy học trò của nghệ nhân Nguyễn Quang Đại, điểm cần nhấn mạnh là hầu hết ngôn ngữ âm nhạc trong nhạc tài tử đều được ông xây dựng trên nền tảng bát học, tức ngũ cung. Tính kết hợp trong phương cao trong âm nhạc, lực âm dương ngũ hành trong ngôn ngữ âm nhạc cũng được thể hiện rõ ràng, và sự kết cấu êm đềm trong thanh âm, trong các bài thơ có bản, có điệu và đặc trưng của nhạc tài tử. Là gần đây có một nhà dân phát biểu trong chương trình của mình đã xói vào dòng nhạc chính thống mang hơi thở khẩu niệm và khí tiết của dân tộc, vượt khỏi công tác gò bó của nhà cung đình. Ông cho rằng nhạc hòa tấu của đạo Mơ Đài trong các ngày lễ lớn đều ứng dụng nhạc chính thống của cụ Nguyễn Quang Đại, tức là còn sử dụng nguyên bản và nguyên gốc cốc cổ điển của tổ tiên ta. Dòng nhạc chính thống này vượt thời gian và tiềm ẩn cô động nhạc tính, bắt nguồn từ sinh khí khí tiết quần thường bất cứ bất khỏi biến thiên của lịch sử và tiến hóa của xã hội. Ngày nay chúng ta đang thừa hưởng di sản văn hóa dân tộc, phải luôn luôn nhớ đến đức nghệ nhân Nguyễn Quang Đại. Ông là người thanh cao, mang tâm hồn nghệ sĩ ưu ái và mẫn cảm với thời đại. Cụ Nguyễn Quang Đại đã từ bỏ đặc quyền dành cho một quan nhạc của triều đình, nhắm phương nam của đất nước mà đi. Cụ muốn biến dòng nhạc vốn chỉ dành cho vua chúa thành dòng nhạc lan tỏa trong dân gian, và bất cứ ai ai cũng có thể thấm mình trong dàn nhạc mang hồn dân tộc. Đã thất lập từ tiêm ốc sáng tạo khai phóng của cụ, một con người quý dũng tài hoa, đặt bước chân tới đâu là dòng nhạc chính thống của dân tộc tìm nơi đến đó, đã gieo rắc hạt giống nhạc lễ và đờn ca tài tử khắp miền Nam Bộ. Ấy thế mà khi nhắm mắt xuôi tay về cõi Vĩnh Hằng, cụ Ba Đợi chẳng mang theo gì ngoài một xác thân kiều tụy được gói trong lớp y phục đơn sơ dân dã. Nhưng cụ là người khai sáng dòng nhạc chính thống của dân tộc, để lại cho đời thưởng những dòng nhạc do cụ Ba Đợi khai sáng vẫn quá thâm nhập vào máu thịt tâm hồn những lớp hậu sinh yêu nhạc. Khi nghe đàn ca tài tử và nhạc lễ, lại liên tưởng hồn người xưa phản phất qua từng giai điệu tiết tấu âm thanh, và để tưởng nhớ đến một bậc thầy của nhạc lễ và nhạc tài tử miền Nam, ban tổ chức xin phép được giới thiệu những bản nhạc tài tử qua các thời điệu Bắc Nam để lần lượt diễn tấu. Kính mời quý ngài và quý vị cùng thưởng thức. Bản thứ nhất là Bắc Mang Phái Khống, chúng tôi xin phép được bắt đầu. Thank you.
dùng lễ để tiết chế lòng dân, luồng nhạc để hòa thanh âm của dân. Cái hay của lễ là làm cho có sự cung kính, giữ trật tự văn minh. Cái hay của nhạc là tạo sự điều hòa để khiến cho tâm tính được tao nhã. Nhạc và lễ phải dung hòa với nhau thì mới được hoàn toàn. Vì nếu có lễ mà không có nhạc thì người ta đối xử với nhau quá phân biệt, bất tình thân ái. Còn nhạc mà không có lễ thành ra thiếu trật tự, kinh lờn nhau. Vậy có lễ tức phải có nhạc để kiềm chế nhau cho có sự điều hòa và phân biệt. Đức Khổng Bố Tử tin sử dụng lễ nhạc có công hiệu rất lớn, nên Ngài nói rằng: quân tử vinh hư lễ nhạc, cử nhi thố nhi chi dĩ. Có nghĩa là người quân tử biết rõ lễ nhạc, chỉ đem khi thố ra là đủ. Vì lễ thì khiến sự hành vi bên ngoài, nhạc thì khiến tâm tình bên trong. Các cực điểm của nhạc là hòa, các cực điểm của lễ là thuận. Nếu bên trong mà tính tình điều hòa, bên ngoài sự hành vi thuận lợi, hợp nghĩa lý, thì cái tà dâm, cái vọng niệm thế nào còn chen vào được lòng người ta nữa. Lấy lại, nếu lễ mà không kết, nhạc mà không hòa, thì dầu bên ngoài có giữ đủ các lề lối thì cũng không có ích lợi cho sự tiến hóa của con người. Lập ra nền đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, lúc ban sơ Đức Thế Tôn chỉ dạy từ bước chân đi của lễ mãi thế nào, cho tới hòa tấu những bản nhạc nào phải đợi. Và nói đàn cúng mà lễ nhạc được nghiêm trang thì đàn cúng được bao trùm, có thể nói là một bầu quan tiến thiêng liêng huyền diệu, khiến cho chúng ta tưởng tượng có Đức Thế Tôn và các thánh thần thánh tiên thần giáng đàn để chứng kiến lòng thành của chúng ta và vâng ơn cho vậy. Thế lại, nếu lễ không nghiêm, nhạc không hòa, thì đàn cúng dường như có tâm trạng hỗn loạn, nô đùa, khiến cho người quỳ cúng có cái tâm sao xiết, phần thần bất mãn. Lập đàn cúng như vậy, chúng ta chẳng những thất lễ mà còn phát tội với Đức Chí Tôn. Xem thế thì nền âm nhạc cổ truyền dân tộc Việt Nam mà đem áp dụng vào nghi lễ của đạo có một sức mạnh phi thường và vô cùng quan trọng, mà toàn thể chức sắc và tín đồ có đài ai ai cũng cần phải biết vậy. Đến đây, ban tổ chức xin kết thúc chương trình và cầu nguyện ai đắng trọn lành Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu nhân ngày đại lễ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ban ân cho quý ngài và quý vị được nhiều sức khỏe để phụng sự đạo pháp một cách đắc lực và hưởng được nhiều huệ phước. Ban tổ chức trân trọng kính chào. Thank you.
đi 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 mười phút luôn. Thank you.
Thank you.
ba mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ban ngành đoàn thể các cấp. Kính thưa ngài Quốc sư Hội trưởng và Hội đồng trưởng bản, kính thưa quý chức sắc tiên phong, quý ban cơ bản, họ đạo, quý cơ quan, ban bộ, quý đồng bào, đồng đạo và quý khách du xuân. Hôm nay là ngày lễ bế mạc 13 mô hình triển lãm trưng bày mừng ngày đại lễ Đức Chúa Trời đã được Hội đồng trưởng bản khai mạc hơn một tuần qua để cho đồng bào, đồng đạo và quý khách du xuân có dịp thưởng lãm tài năng nghệ thuật khai khéo của các nghệ nhân trang trí và đồng thời có dịp để cho người xem hồi tưởng lại tưởng nhớ công ơn công đức các đấng tiền nhân đã dày công như gian sơn tổ quốc chúng tôi. Những tấm gương bất khuất của các đấng anh hùng chiến sĩ, những bậc anh thư liệt nữ đã để lại tấm gương sáng chói ngàn đời và những tấm gương đạo hạnh của các bậc chúng tôi đắc thành quả vị. Vì vậy, để truyền lại tư tưởng đạo đức cho nhân loại, thể hiện chương trình giờ này Hội đồng trưởng bản sẽ tuyên bố bế mạc tuần lễ và trao giấy khen cho các ban cơ bản cũng như các cơ quan ban bộ hữu công trong ngày đại lễ. Xin trân trọng kính thỉnh Hội đồng trưởng bản tuyên bố bế mạc tuần lễ. Kính hội thánh, kính quý khách, kính quý chức sắc, quý ban cai quản họ đạo, quý chức việt và đồng đạo nam nữ, kính thưa quý vị, đại lễ Đức Chúa Tôn năm đạo thứ 74 được đảng bộ, chính quyền, quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban dân vận, ban tôn giáo tỉnh Tây Ninh, huyện Hòa Thành và thị trấn Hòa Thành cho phép Hội đồng trưởng quản tổ chức theo thông lệ các tiết mục diễn hành cùng với cảnh quan 13 gian triển lãm đã tạo cho bầu không khí đại lễ truyền thống của đạo trở nên long trọng. Ngày khai mạc triển lãm đại lễ được đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ban dân vận, ban tôn giáo, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, huyện Hòa Thành, thị trấn Hòa Thành cùng quý lãnh đạo các cơ quan hữu quan đến tham dự và cùng với Hội đồng trưởng quản cắt băng mở cửa các gian triển lãm thối lên đêm long mã tứ linh lên siêu rồng chim phụ và đoàn nhạc sắc tập diễn hành. Hội đồng trưởng quản nhận xét chung là các triển lãm năm nay vốn là những mô hình đã thực hiện các năm qua rất quen thuộc, nhưng nhờ vào sự gắng sức cải tiến của các họ đạo nên cũng đã được sắc thái mới. Ở nhóm A có 5 mô hình mang chủ hướng tưởng nhớ công ơn tiền nhân khai cơ dựng nghiệp. Ở nhóm B có 5 mô hình mang ý nghĩa hiển minh đạo lý nhân sinh. Và ở nhóm C có 3 mô hình lấy phương công dân sự điều hòa của thanh và tướng sự hòa hợp của hương sắc hướng tới chân chính mỹ. Nhìn chung 13 mô hình triển lãm mỗi nơi đều có sắc thái riêng rất độc đáo, tuy mộc mạc đơn sơ nhưng trong suốt hơn
giúp đỡ cho ban tổ chức thực hiện thành công mỹ mãn chương trình đại lễ Đức Kitô năm nay. Hội đồng trưởng quản và ban tổ chức xin gửi lời khen ngợi tất cả mọi công chức của toàn đạo đã vì niềm tin mạnh mẽ góp phần làm nên thành quả tốt đẹp ngày đại lễ Đức Kitô năm đạo thứ 74 này. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc triển lãm nhân ngày đại lễ Đức Kitô năm Kỷ Mão 1999. Trân trọng xin mời quý khách cùng với ban tổ chức phát đăng khen đặc biệt cho các đơn vị và các bộ phận đã tạo nên thành tích xuất sắc theo chương trình đại lễ Đức Kitô năm nay. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Và sau khi phát đăng khen xong, xin mời quý khách, quý hội viên hội đồng trưởng quản và tất cả các ban cai quản họ đạo và các bộ phận về nữ đồng sứ đường dùng bữa tiệc liên quan nhẹ trong tinh thần đoàn kết trân trọng. Xin mời ban cai quản họ đạo trường Tây gồm có thánh thất và điện thờ Phật mẫu. Xin mời thánh thất và điện thờ Phật mẫu. Xin mời ban cai quản họ đạo trường Hòa gồm có thánh thất và điện thờ Phật mẫu. Xin mời ban cai quản họ đạo trường Ân gồm có thánh thất và điện thờ Phật mẫu. Xin trân trọng kính mời đại huynh hội trưởng hội đồng trưởng quản phát bằng khen. Thank you.
đâu, thấy lát được đâu. Để mà học được đâu. Nếu một phần, mối quà cho có bên nào có nữ phái thì cho cái ban khen và cái phần quà cho nữ phái. Thầy quý vị này ở đâu đi? Em đánh. Thánh thất em đánh và điện thờ của mẫu em đánh.
đường qua giúp chú Đăng. Xin mời anh Đăng đại diện cho phần bảo vệ an toàn trật tự trong một đại lễ hôm nay, xin phát bằng đẹp cho đơn vị trật tự của đạo. Em đi chậm chậm thôi, đừng đứng trước, đi sau. Hai phần đứng chậm rồi, hai phần chụp cái tờ giấy, hai phần đi đưa cái gì cho hai người. Thank you.
Dạ. Dạ, đúng rồi. Làm nào? Để cho